Chào mừng các bạn đến với vietblog.vn, nơi mà các bạn có thể mua robot nhanh, rẻ và cực kỳ uy tín, cũng như là cày thuê các game, tựa game hot hiện nay, và có thể mua premium một cách nhanh chóng và đầy uy tín. Nếu ngươi ngay tay chân thì hãy mua những vật phẩm ngoài đời cực kỳ chất. Hãy đến với vietblog.vn, nơi các bạn lại mua robot giá rẻ cực kỳ uy tín. Chào tất cả các anh em đã đến với channel của mình với Cày TV và đang chơi tựa game One Piece game anh em ạ. Thì có một bạn muốn xin cho mình xin mình chế đế thì được thôi, mình vẫn thể cho. Thì mình sẽ ghi tên bạn đó là Lộc Trần GSG10. Trong này có xin mình đế ép nhưng mà mình không có trái chớp anh em ạ. Mình có những trái mà kiểu nó mạnh mạnh thôi. Phenom à. Phenom. Thế xin gác đúng không? Ok, thì mình sẽ cho gác nha. 10 xin thôi. Nói chung bạn nào xin đế mình vẫn sẽ cho hết. Ý mình giàu mà. Rát này. Cho hai cháy luôn này, cho nó chiến. Ok nha. Bỏ chớp ra. Bỏ chớp, không cần lấy. Ừ. Ok, hợp lý, mình không cần lấy chớp đâu anh em ạ. Rồi. Lấy đi. Đó, vậy thôi. Rồi, thì chúng ta quay lại cái trình độ là sâu cây thôi anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi qua chữ Fornit hả? Cái cổ à, hòn đảo Phoenix nha. Thì trái Phoenix cũng không có gì mới nha anh em. Thì để coi mình xem thử cái Phoenix này có đánh được cái Phoenix V2 hay không. Thì Phoenix nó vẫn không gì hết, vẫn hồi máu như bình thường, vẫn lỗi và OB bình thường, vẫn đi ra là số 1 anh em. Theo mình thấy là Phoenix đi ra số 1 thôi, còn các bạn muốn skin hay gì cũng được. Tại vì mình thấy skin á, khi các bạn lên kiểu là cái map mà những con auto aim ấy hơi khó thôi. Đâu đảo này à? Ở đó mà nè. Ủa đây đảo của Phoenix à? Đây rồi anh em, chính xác rồi. Thì bây giờ tất nhiên mình sẽ quýnh một con thử để coi nó có được cái gì không. Dạ chưa. Ok, mày nè. Hy vọng mình được V2. À, không được gì luôn anh em. Đúng là không ngoài dự đoán của mình là không được gì cả. Dạ. À, là kiếm chuyện mình đấy. Kiếm chuyện ngay thằng cu. Hả? Từ từ, để mình đung một cái. Quá bài mạnh luôn. Super power anh em ạ. Rồi, để anh coi quýnh thử lần nữa coi. Coi nó gai không ha. À rồi anh em ơi, thì sau khi mình tìm hiểu trên mạng ấy, thì ở đây chúng ta quýnh con này thì được Phoenix V2 anh em. Quay, mình phải lấy được Phoenix V2 anh em. Ok, giúp con này thôi, không nói nhiều. Mình bây giờ mình mạnh rồi. Phải giết thôi. Uầy, nghe Phoenix V2 mình khóa này anh em, thì để coi Phoenix V2 được tác dụng gì không ha. Mình thích cái hồi máu nhanh của nó thôi. Để xem đã, quýnh nốt anh em. Rồi, sắp xong rồi. Nói chung quýnh mấy con này cũng khá là lẹ thôi. Mình bây giờ là gọi là bất tử rồi anh em ạ. Cứ bật 2 con sát hình hồi đầy cây máu à. Đấy. Ủa, xin làm chiếm được, à đây. Ok. Chết chưa? À, chưa chết, quýnh tiếp. Quýnh tiếp. Rồi không ra scope hay là mình phải nhận nhiệm vụ ta? Nhận nhiệm vụ thì ở đâu ta? Nhiệm vụ mình vẫn không thấy nhiệm vụ ở đâu. Chưa ra scope. Cái scope đó là khi anh em lấy được á, anh em cứ dùng đi. Dùng thì nó được Phoenix V2, còn không được thì thôi. Giống như lúc phi anh em Rubble á, cái lượm được lấy lúc phi V2 thôi. Ồ cái quét tao trời. Rồi admin giấu quét dữ vậy. Trên đây à? Hay là dưới đây? Hay là ở đâu đó bên đây? À đây. Queen Scope hiện 16 năm thấy luôn là nè. The Phoenix Get Him. Ok. Một câu từ khá đơn giản đến trừ vị trí của admin. Rồi. Đợi nó xíu quýnh tiếp lần nữa coi sao. Tôi lại tiếp tục quýnh thêm một con thôi nè. Anh em. Hy vọng sẽ được trái Scope đó ha. Là cái bức thư ấy. Bức thư giống như trái Google ấy anh em. Để xem coi. Mình thích trái Phoenix nhất trong đây. Tại vì hồi máu cực kỳ nhanh. Nó khỏe lắm. Dạ. Đây.
mình phải giết cho bằng được anh em ạ. Thì tại sao mình vẫn xài cái kiếm tam kiếm này? Thì mình thấy tam kiếm này mạnh nha, còn mình không biết cái kiếm gì mạnh nên mình sẽ tam kiếm chỗ chắc anh em ạ. Cho mấy cái kiếm gì khó kiếm phải cứt kìa. Rồi nốt một con nữa là xong. Xong một con nữa vẫn không được scope anh em. Wow, thật ra tuyệt vời. Invisible, Venom, Light, Cooper, Sting vẫn không được scope. Chắc mình sẽ farm liên tục để khi nào mình ra thì mình sẽ show cây cho anh em, còn không ra thì tính sau. Ok anh em ơi, vì sau khi mình quấn hơn cả chục con, mình đã được cái Phoenix drop rồi anh em. Đây rồi, mình phải tận dụng nó thôi. Thì đầu tiên mình sẽ nhắm lại, ngắm nhìn cái skill trước ha. Đầu tiên Chikowi V1 anh em ạ, skill R. Đấy, thì mình vừa kiếm đồ luôn anh em, thật là mừng quá đi anh em ạ, chưa ép. Rồi nha, bay nha, rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái Phoenix drop này. Thì chắc chắn nếu mà anh em rõ DF mình sẽ mất cái V2 nha. Dùng. Đấy rồi anh em, đấy rồi, khoảng khắc đã tới 5 triệu. Có full form luôn. Trời ơi, đỉnh quá anh em. Rồi bây giờ test thử nha. Đầu tiên, Aonotori. Khoan, mình coi nó hồi máu nhanh đi không đã, quên. Quên đi. Hồi máu thì mình vẫn thấy như bình thường, nó không có thay đổi. Rồi tiếp theo, chiêu Quy. Wow, sát thương đốt cũng khá cao, cũng khá là ngon. Rồi, Pineapple Stone là gì đây? Wow anh em, trời ơi, đỉnh quá anh em ơi. Trời, trái này V2 nó cực. Healing Flame. Gì? Thăng thêm hồi máu à. Ui, hồi máu cơ, ui. Vậy là tăng thêm hồi máu chưa R anh em à. Rồi làm lại nha, Quy, E, R là hồi máu. Ui, được nhờ anh em, vậy là tăng DF để hồi máu nha. Skill F. Gì chưa? Ồ, bay mà có kiểm soát luôn. Anh em quá phê anh em. Rồi tiếp theo mình sẽ tắt, mình sẽ tiêu full form. Wow, mình bay có thể kiểm soát được luôn nha. Thì mình đánh giá là cực kỳ mạnh, quá ngon luôn anh em, không bàn cãi. Full form này hơi tốn stamina này. Ok, Quy, E vẫn giống bình thường, R vẫn bình thường luôn, không có gì khác biệt hết. Nói chung thì mình khá là ưng cái này nên mình sẽ giữ luôn, mình không đổi nữa anh em. Bay mà có kiểm soát thì mình thích rồi anh em. Mình mơ ước một trái là nó có thể bay có kiểm soát trong cái game này luôn ấy, nhưng mà sợ là không có. Em để ý là không có. Điểm trừ của trái này là khi anh em bay nó sẽ tốn stamina, nó không hồi cho anh em luôn ha. Anh em nhìn kỹ nhá, đó, nó không hồi cho anh em. Thì thường thường nếu anh em bay bằng trí thường thì nó sẽ hồi cho anh em, nhưng mà không sao, có kiểm soát bay là được. Thì chắc chắn mình sẽ kiếm thêm vài cái scrub nữa rồi mình thẳng nghỉ anh em. Vì mình thay trái mới mình lấy trái cũ đúng không? Wow, tuyệt vời. Ủa, nhầm. Wow. Thì dù anh Minh có fit cái gì nên fit cho mình tăng stamina đi. Mình cần tăng stamina anh em, mà stamina này nó còn ngon chứ không tăng thì nó phế quá, nó bay ít quá, không thưởng thụ được nhiều. Thấy quýnh được. Rồi, đổi qua là mất nha. Vậy là chỉ dùng được cái skill của bên này ép thôi anh em à. Ui, phê phải, mà nói thiệt cái trái này cũng phê luôn đi. Đâu test lại nữa trước khi vô nè. Đó, vừa hồi máu. Đâu bây giờ mình sẽ cho quýnh khoảng 2 cái. Rồi, cái nó cùng đi. Rồi, bờ rờ lên. Ui, máu hồi kìa nè. Ui. Mình nói thật, máu này mà hồi là coi như là đi rai phải là bất tử chứ không gọi là chơi game gì nữa, nếu có chơi bời gì ở đây hết á. Thiệt, đó thật. Ôi, full form Phoenix. Không biết full form có hồi máu nhanh hơn hay không nữa. Mình thử luôn á. Ok, quýnh đi. Dễ chưa gì tăng gì mình ơi. Đâu bật R mà không cần hóa nè. Nó cũng hồi máu cực kỳ nhanh luôn rồi. Rồi hiệu ứng cũng rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi bật T. Nó vẫn hồi máu như bình thường nha, nó không có khác biệt gì. Ok, thì Phoenix chúng ta thêm hai chiêu. Hai chiêu mới, tất cả đều là mới luôn. Là chiêu T chúng ta có full form hồi máu, thêm chiêu hồi máu. Và bay chúng ta có kiểm soát nha anh em, là con em muốn bay sao không được, bay đi bên lại cũng được. Thì mình thấy bay chậm hơn lúc trước, theo mình cảm nhận là bay chậm lúc trước. Nhưng mà mình thích cái kiểu này hơn, thì mình thích kiểm soát, anh em bay kiểm soát nó đã hơn nhiều so với việc anh em bay theo chỉ định anh em mà.
Tự nhiên em muốn lấy skill này phải đè bay lên như nè, khó chịu lắm anh em. Đấy, lướt được không? Lướt khi bay được không? Tự lướt khi bay thì mình lướt khi bay luôn anh em ạ. Được không? Được. Ok, và đó là toàn bộ ngày hôm nay. Nếu anh em thích thể like và đăng ký kênh giúp mình nha. Thì mình là người đầu tiên trong group này có Phonix V, hai anh em trong group mình đấy. Ok, giờ thì bye, chúc anh em có ngày vui vẻ. Và nếu anh em muốn làm video gì, muốn mình làm game gì, hãy comment cho mình có like và đăng ký kênh giúp mình nha. Giờ thì bye bye.